Chủ nhật đi cà phê. Cà phê. Ở đây gọi là gì ta? Con đứng bên đó đi bà quay. Con đứng bên đó đi. Nè, con qua bên kia con đứng đi. Con qua bên kia con đứng đi bà quay. Đi đi. Đó, bà xuống. Đó lên đứng đi. Ừ rồi. 2 2 qua nữa. Ừ. Khoan. Mẹ ơi, mất là nước của con. Nè. Nó quay trực tiếp ta nè. Chụp hình đi nhé anh. Thôi, quay trực tiếp. Mẹ ơi, mất con không mẹ? Đụng mẹ quay trực tiếp đi. Của bà đâu? Bà. Tối gì ta? Bà. Tao vậy mà tối nè. Đây nè, sáng. Có vui vậy. Uống rồi đó. Sáng không? Sáng rồi đó. Đứng với bà đây con. Cháu đi cà phê. Cà phê chị Ngọc. Bà nội xin tin. Nó xin tin. Rồi quay được ta. Ha. 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 Em nhìn đây nè. Em nhìn luôn nè. Ừ. Tao chụp bà nội với mình chứ. Cà phê nha. Thẳng lên con. Đứng, ngồi lên, ngồi hẳn lên. Rồi. Đây đây bảo bảo bà ủng hộ của con đây, của con, của con yêu nước ta đó. Dạ. Nè. Dạ. Dạ. Nước cam. Ba trà đào. Trà đào cũng có nước chanh mà. Có chanh trong đây mà. Ừ. Của con thì có cam. Cà phê chiều chủ nhật. Bà cháu đi giải ngáo. Mình làm gì? Con có làm gì đó. Cái này nó của ai cô không?